drill và tool rồi hết mấy chú. Mở sky lên đi. Rồi bây giờ mở sky lên nè, công tắc phải không? Không, bên cái nút mà kế bên cái conversation á, nút call á. Nút cộng hả? CALL chú. Bây trên giờ cái, trên cái menu của mình á, trên cái menu của Sky á. Rồi để anh share chú trước đi. Để anh share chú trước đi. Rồi rồi. Share rồi đó. Vậy là chú đang quay phim màn hình đó. Chú thấy màn hình của con không? Thấy. Trong cái Sky mình nó có chỗ này nè chú. Có phần chia sẻ màn hình này nè. Dạ. Dạ. Dạ bấm lên hả? Dạ bây giờ để tắt cái quần của con nè. Dạ. Rồi chú xe lại của chú. Rồi đang xe đó. Share rồi chưa? Tôi chưa thấy màn hình của chú. Bấm nút star rồi đó. Dạ dạ, tôi chưa thấy, Sao? Rồi thấy rồi. Rồi thấy rồi, thấy rồi. Rồi chú mở cái chỗ backup lên này chú. Sao không thấy màn hình dễ vậy? Sao chú không thấy màn hình của chú? Ủa? Thấy chứ. Bây giờ chú bấm vô trong cái nút desktop thì chú thấy, phải không? Dạ đúng rồi. Rồi, rồi. Đúng rồi. Rồi bây giờ chú mở hosting ra nha. Rồi bây giờ là mình sẽ backup cái WB4 nè. 4 4. Dạ. Thầy làm chậm nha. Không, cái này chú làm chứ con không làm được. À vậy hả? Dạ. Bây giờ thầy nói là tôi bấm phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bấm vô WB4 rồi. Rồi chú click vào phần slash này bên góc phải á, dưới ngôi sao màu xanh á. Select bên góc phải chú. Rồi select. Select á. Rồi. Chú kéo xuống dưới. Kéo xuống dưới. Có một phần là add to clipboard. Add to clipboard, rồi. Rồi. Rồi chú kéo xuống lại, kéo xuống lại. Kéo xuống lại. Chú thấy cái dòng cái chỗ cuối cùng nhất á, convert clipboard file to domain á. Rồi bây giờ chọn zip phải không? Dạ đúng rồi, chọn zip. Đặt tên phải không? Hai mươi tám không bốn hai không mười sáu react ha. Dạ đúng rồi. Rồi sao làm gì nữa? Không chờ nó chạy xíu, đang chạy. Đang chạy. Chú chờ nó xíu, nó nén lại. Nếu mình đặt trùng tên mình đã tạo thì sao? Chắc phải khác, đó, sợ nó không chịu. Dạ. Phải xóa nó rồi đặt lại hả? Dạ. Chú đã chạy rồi. Cái này như vậy là trong phim nó có đủ luôn phải không? Dạ, có đủ hết luôn. Xíu mình cấp xíu mình backup cái database cơ sở liệu của ra sao. Dạ. Nó có hai phần, một cái phần backup trang web và một phần backup database phải không? Dạ, website nó có hai phần. Một là cái source, hai là cái database cơ sở liệu. Rồi bây giờ bấm gì nữa? Rồi tôi click vào cái đường dưới á, domain sẽ open gì đó. Tôi click á, rồi click vào. Về. Rồi bây giờ download về phải không? Dạ đúng rồi. Nặng quá chứ hả? 185 nặng không? Dạ đúng rồi. Tại vì hôm qua chú up một số hình quá trời trong trang web. Dạ. Rồi chờ nó download về, chú click và quay lại cái trang của mình đi. Click vào nút home.
Bây giờ chờ hay là cứ click? chờ đây, chờ 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 nó đau đi. Không, tôi hạ nó xuống, quay lại cái chỗ mình này. Rồi nút home này chú, biết một chút home này. Giờ cứ bấm nút home hay không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giờ cho cái này nó minimize Dạ đúng rồi, minimize chứ. không? Rồi, Trở click vô. extract. Trở vô phải không? Dạ đúng rồi. Bây giờ mình bắt đầu mình tạo database không? Không, lưu database chứ không phải là tạo. Luôn. MySQL quản lý chứ. Rồi. Rồi, cái database chú là cái nào? Cái này. Rồi chú download về, download. Bên này, bên phải một xíu. Đó. Đây này, trên. Cùng hàng với cái P4 mà chú. Download. Một, rồi đúng rồi, download đúng rồi. Download Rồi. nó về phải không? Đúng rồi, dữ liệu đâu? Desktop hay đâu? Desktop. Tên nó là gì? Database vậy? Để như vậy cũng được chứ. Thật là database Không, chú viết lại cho dễ nhớ không? để database dễ hơn. Database W4 Dạ đúng rồi, chú viết Shell rồi. Dạ. Start Download. Đúng rồi, start download. Rồi. Rồi. Cái kia nó chạy xong nữa là coi như là quá trình mình backup cái source code là xong đó. Bây giờ nó sẽ hiện hai cái file zip đây không? Dạ, cái kia chưa chạy xong hay sao á? Chưa chạy xong. Cái IDM á. Nên nó mới chạy tới đây. Dạ đúng rồi, mới 61. Chờ chờ chút xíu nha. Alo. À, nãy giờ nó kiểm tra đồng hồ nước. Thôi bây giờ minimize lại không? Bây giờ tạo vậy xong rồi đó hả? Ủa, hôm trước thấy dài lắm mà sao nay lẻ vậy? Rồi bây giờ rồi bây giờ chờ nó download xong rồi mình làm cái động tác embed ha. Embed qua một cái trang web www5. Mình bỏ dữ liệu cho nó sạch hết. Mình mở ra mình bỏ mình bôi sạch xong mình backup nó vô. À cái năm á. Không. Cái năm mới vừa tạo thôi chứ chưa có gì hết. Chỉ dán cái tem vô vậy thôi, với lại embo hôm trước làm cái động tác embo export của cái thằng say pha thôi. Minimize không? Rồi giờ home ha. Giờ mình bôi sạch nó nha. Rồi.
Rồi vô rồi đó. Rồi mấy cái này chú xóa đi. Xóa cái nào? Xóa hết luôn chứ cái này đâu cần phải sử dụng nữa đúng không? Bây giờ xóa cái nào? Alo, giờ xóa cái nào thầy? Cái B5 này là mình không có dùng nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Như vậy là mình select on để đúng mình rồi. rồi mình xóa hết luôn á. Mình xóa ruột của nó thôi. Cái chuột thì mình vẫn giữ giữ. Không, không dùng gì nữa. Bây giờ xóa hết chỉ giữ lại cái chuột thôi. Thì đó là đã cài chuột rồi nó mới có file đó phải không? Rồi, vậy là chưa có file đó thôi. Nói chung bây giờ cái B4 á, là backup. Dạ. Còn cái B5 á, là mình sẽ restore lên lại. Muốn restore lên lại thì cái B5 nó trong trường không có gì hết thì mới restore được. Dạ, đúng rồi. Không là bị trùng ở đây Bây nó giờ giữ lại cái file config phải không? chú kéo xuống nó có một file vkp config. Nói chung giữ không giữ cũng được. File này chú vkp config á. Kéo lên một xíu. Đây. Giờ mấy cái kia xóa hết. Một là chú đào file đó về, hai là chú xóa hết nhưng mình chừa lại cái file đó. Mình download cái file này về nữa mình dán vô phải không? Dạ đúng rồi, xíu mình dán vô cho nó nhanh. Giờ download thì Chú click vô luôn, click vô luôn. rồi À, nó không cho rồi. Cái này không cho rồi. Không sao đâu chú. Chú xóa cũng được. Bây giờ xóa một lần hết là bằng cách nào? Bấm nút Chú chọn, dấu chọn như này, ở bên đây phải không? Select đây phải không? Là nó xóa xóa hết rồi. Chừa lại mấy cái trên này phải không? Không chừa vậy đó chúng sao hết luôn. Select, delete. Dạ đúng rồi, delete. Rồi. Cái kia nào không chưa dấu cái 14 á. Đi xong rồi thì sao? Rồi đủ hai file để nén rồi rồi. Dạ. Rồi bây giờ dán hai cái đó vô phải không? Bây giờ chú vô trong cái WF5 phải không? dạ đúng rồi cấp lắm Trở về trang home ha. không chú nhìn thấy cái cuối cùng này, cái chỗ upload này, upload file to current directory á. Đây. Dạ đúng rồi, click vào. Chọn tệp phải không? Chọn cái 185 MB đó. Đây. Dạ. Open. Upload. Cái trang web này sao nó nặng quá trời, chắc tải nhét hình nhiều quá phải không? Dạ, khả năng là vậy, thông thường là nặng nặng hơn. Chắc phải bỏ mấy cái file hình nữa hết. Hôm bữa tạo mấy cái album hình hình nữa mà. À, không, hình không à. Album. Tại sao người ta tìm mà người ta không xài cái Skype, nó có tiếng dễ hơn. Skype thì nó hạn chế là chỉ có một người khi xem thì chỉ có chú thao tác được chứ còn đâu thao tác được đó. Có nghĩa rằng là con không thao tác được mà chỉ mình chú thao tác được thôi. Con chỉ nhìn thấy chú làm thôi. À. Nhưng mà hướng dẫn vậy thì nó tiện hơn. Rồi Dạ. trong cái phim thâu được tiếng luôn nữa. Thì cũng có cái nào cũng có cái hay đó mà. Cái team view với cái này mỗi cái có cái hay riêng. Team view hình như nó có cái nút micro nữa mà. Dạ team view có micro nhưng mà như nói nó không tốt bằng cái này thì sao. À dạ. À, cái bài chót này là cái bài backup.
Rồi chú sẽ đi qua đâu 5-6 file video nâng cao của Thạch Phạm nữa để coi coi nó dễ làm không, nặng nhét vô thêm. Backup thì nó vẫn vậy thôi chú, nếu ấy thì hồi giờ nó thế này không à. Rồi hình như nó xong rồi phải không? Click vào click here không, tôi có mắt rồi, tôi dây nén ra extract, Hay chắc nữa phải không? Rồi gì nữa? go to. Rồi chú vào cái domain đó, cái thư mục á. Click vào. Click 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 click. Lấy chiều đâu nữa? Phần design.com. Click nữa chú. Bốt click hả? Dạ, click vào. Rồi, click vô luôn. B4. Rồi, chú chọn tất cả. Select. Kéo xuống. Add to clip for. Rồi, chú quay ra cái phần, chú click vào nút file chú. Click vào file ở trên đây nè. Rồi, home, webmail, password, head, file. Hai đúng rồi. Rồi, chú kéo xuống. Chú vào bấm tích HTML. Bấm tích HTML. Vào về cái B5. Rồi, chú quay click vào phần move clip for file here, move clip for file here. Ok. Back rồi, à? Xong. Có back không? Ok đúng. Back kìa hả? Rồi back trở lại. Nhấp back phải không? Back. Rồi. Rồi. Bây giờ chú click vào home. Để đưa tao mày lên đó. Home. Open design. Rồi, máy Google. Thầy chờ chút xíu nha. Alo. À rồi, cảm ơn con nha. À, cậu được, cậu đang bận có khách nha. Rồi giờ bấm đâu nữa? Cái phần Úc Bình VKB5 này chú. Chú có password của này không? Có. User cho password, cái chú để đâu chú nhớ không? Có, có ghi. Có ghi. Thôi giờ sao? Đấy là chú nhớ, không nhớ thì chú xóa cái về cái B5 thì chú tạo lại. Có, chú có ghi. Nếu chú có ghi thì chú click vào PHP Admin. Ồ, cho năm sao không ghi kìa. Còn không, chú xóa chú tạo lại nhanh nhất. Dạ, xóa hả? Bấm nó là xóa hả? Dạ. Rồi. Rồi. Chú create new database kìa chú. Tạo mới database. Về cái B5. Rồi. User. Để chú ghi vô sổ để quên. Chờ chút xíu. Alo. Alo, chờ chút xíu. Rồi, chú tạo rồi. À, rồi chú tạo rồi. Rồi chú quay lại. Rồi, quay lại luôn. Quay back lại chú quay lại. Back nữa hả? Back trở lại luôn. Nút back đâu? Không có hả? Nút luôn, nút vào nút home, nút home. Nút này á. À?
Rồi. Click vào nút home này chú. Home, quay trở lại cái home. Rồi, Mad Whale, quên đi style, Mad Whale. Rồi, chú thấy cái, đúng rồi, chuột chú đang để đó, đúng rồi đó. Chú sổ select database xuống, sổ xuống. Chọn VKP5. Rồi, cái chỗ chú chép vào ở special, chú, ở special file bên này nè, nút ở dưới á, xuống, xuống. Rồi, chép, chép vào này. Rồi, user, user là cái gì? VKP gì? Open, VKP5. Password 03022 đúng không? Rồi, cái chỗ chọn tệp này chú, chú chọn cái file database của mình á. Database với cái B4. Thử upload thôi chú. Được không? Rồi, successful, chú quay back trở lại. Chú vào cái PHP mà mình tên người dùng Phúc Bình VKP5 gì chú Phúc Bình. Rồi, 03. Chú vào cái bản VKP option á, chú sửa lại. Vào cái kia, đúng rồi chú. VKP option 1, 2, 3, 4, chú trên xuống. Đây hả? Option, option. Đây hả? Option này. Xuống dưới chỗ option á. Option. Rồi, mình edit lại hai dòng đầu tiên là VKP5 chứ không phải VKP4 đâu. Edit. Rồi. Sửa số 4 thành số 5. Ở dưới đó chú, ở dưới nè. Edit. Rồi chú đi lại. Rồi. Chú quay lại cái direct admin của mình đi. Cái tab đầu tiên á, tab ở trên á. Đúng rồi. Rồi chú vào file. File, file. Public HTML. Kéo xuống dưới chứ. À, à, đúng rồi bạn. Public HTML về cái B5. Rồi, về cái B config. Kéo xuống chứ. Kéo xuống, kéo xuống. Kéo xuống. Rồi, config, phải config kênh chứ. Đây phải không? Xuống, xuống nữa, xuống nữa. Rồi, rê qua, edit. Không, 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 không có click vào, không có click vào. Đây rồi. Edit, edit. Edit đúng rồi. Rồi chú sửa lại chỗ user với mật khẩu với cái B5, với cái B5 á. 4 hình năm. Ở trên nữa chú. Password. Rồi chú lưu lại. Lưu đâu? Kéo xuống, trường xuống. Dạ đúng rồi. CS. Rồi giờ chú ra chú mở website thử được chưa? Mở tab mới chú. Thank you.
sao nó báo lỗi. Sao giờ chú mở open thì sai.com với cái B5 sẽ chạy được không ta? Đó, chạy được rồi chú. Tắt cái này nút này à, tắt cái này à, cái này tắt hả? Còn không biết nó tách biết cái sao không biết nữa. À vậy hả? Rồi ủa Để cái phần backup cái gì to là xong rồi đó chú. để coi đăng nhập rồi được không? Nhầm nhầm một chút ơi, nhầm một chút. VKB gần admin. VKB gần admin chút. Sao mình nhập nó không vô? Nhập này là nhập của bắt buộc của VKB4 á. Dạ hả? Sao lại ngộ vậy? Đấy là database của VKB4 mà. À còn cái bắt buộc mình đặt cho B5 không được hả? Mình chưa đặt lần nào mà. Ủa vậy hả? Bây giờ Dạ. Tại mình lấy từ cái B4 qua mà. Thì nó là cái theo B4 bây giờ chú chỉ đổi lại mật khẩu thôi. Thì nó à, thành cái khác thôi. giờ đổi bằng cách nào? Chú vào bằng user kìa. Để đi bên trái của mình á. Trên cái xuống 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 xuống. Xuống 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 nữa chú, xuống xuống. User. Đó, on user. Admin á. Click vào. Đúng Thế bên không? dưới có phần mật khẩu chứ. Đây phải không? Dạ đúng rồi. Giờ chú lưu lại thôi. Rồi như vậy xong rồi, cảm ơn thầy Hòa rất là nhiều. Dạ À, tôi sẽ viết cái bài trả lời cho nó hoàn chỉnh. Dạ, chào thầy Hòa nha.